Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tôn Đông Á đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay các tay đua tiếp tục thi đấu chặng thứ tư từ thành phố Vinh, Nghệ An qua Hà Tĩnh và đích đến là thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chặng thi đấu dài nhất của cuộc đua năm nay. Và với lộ trình ngày hôm nay thì các tay đua cũng sẽ chinh phục ngọn đèo đầu tiên trong chín ngọn đèo của cuộc đua, đó chính là đèo Ngang. Và ngày hôm nay hứa hẹn tập thể An Giang sẽ bị bào mòn bởi những đợt tấn công của rất nhiều những tập thể khác. Và xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi diễn biến chặng thi đấu ngày hôm nay. Sáu giờ ba mươi phút, ông Nguyễn Hữu Phương, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An, đã phất cờ cho các vận động viên thi đấu chặng đua thứ tư từ thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An và thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Đây là chặng đua dài nhất ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm 2023 với tổng chiều dài là 197,5 km. Và ngày hôm nay thì các vận động viên sẽ phải thi đấu qua ngọn đèo đầu tiên ở trong 25 chặng đua của cúp truyền hình năm 2023, đó là ngọn đèo Ngang. Ở trên màn hình chúng ta là tay đua đang tạm thời giữ chiếc áo vàng sau 3 chặng đua, tay đua Petrikunov của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở trong những chặng đua đã qua thì tay đua này đã rất tích cực tham gia vào các đợt tấn công ở đoạn đến nút cuối cùng và đã hai lần về ở vị trí thứ 3 trong cái chặng thứ 2 và chặng thứ 3. Và như chúng ta vẫn còn nhớ, anh chính là người giành chiến thắng ở trong chặng đua đầu tiên, chặng đua khai mạc vòng quanh hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Lúc này các vận động viên đang di chuyển qua cầu Bến Thủy và họ vẫn đang thi đấu ở trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, nhiệt độ khoảng 27 độ C, trời có gió nhẹ và không có nắng. 6 giờ 50 phút, trọng tài đã phất cờ cho các vận động viên chính thức xuất phát chặng đua từ thành phố Vinh về thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và bây giờ chúng ta hãy xem cuộc cạnh tranh ở mức sprint. Tay đua nào sẽ là người vượt qua mức trước tiên? Một tay đua đã vượt hẳn lên so với đoàn đông. Một tay đua đang lao nhanh về mức sprint. Và hãy xem đó là tay đua có đội đua nào một chiếc áo có đội 620 cho tới Vĩnh Long. Như vậy là tay đua mang số đeo 116 có đội 620 cho tới Vĩnh Long, Trần Khánh Duy. Tiếp theo là tay đua mang số đeo 32 Phan Tuấn Vũ có đội Gạo Hàng Ngọc Trần Hắn Giang. Một cuộc cạnh tranh rất quyết liệt đã diễn ra mức sprint đầu tiên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngoài giải thưởng ở đèo Ngang để xác định vua leo núi đầu tiên của cuộc đua năm nay thì chúng ta sẽ chứng kiến cả diễn biến của 3 điểm giải thưởng dọc đường. Điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên đã đi qua sau xuất phát 50 km, thì sắp đến sẽ là điểm giải thưởng dọc đường thứ hai ở Bưu điện Kỳ Anh sau xuất phát khoảng 100 km, và điểm giải thưởng dọc đường thứ ba ở trạm thu phí cầu Danh sau xuất phát khoảng 157 km. Đây là thời điểm mà các tay đua cũng đã bắt đầu được nhận tiếp tế. Và chắc chắn là với một chặng đường dài gần 200 km, và đặc biệt là ở cái nắng nóng miền Trung ở thời điểm này lên đến 35-36 độ C, thì việc tiếp nước, việc giữ cho cơ thể luôn có được một nguồn năng lượng vừa đủ và làm mát được cơ thể sẽ là một điều rất quan trọng. Lúc này khoảng cách giữa top dẫn đầu với nhóm vận động viên ở đoàn đông phía sau đã được thu hẹp lại, chỉ còn khoảng 1 phút 40 giây thôi. Trong khi khoảng cách từ nhóm dẫn đầu đến mức sprint thứ hai ở trong chặng đua ngày hôm nay còn lại là khoảng 13 km nữa. Đây là các tay đua ở trong top 1. Họ vẫn đang duy trì tốc độ ở mức khoảng 43-44 km một giờ với những guồng chân đều đặn và đang tỏ ra khá đồng lòng với nhau ở trong việc làm máy kéo. Chỉ còn khoảng 5 km nữa thôi thì nhóm các tay đua đầu tiên sẽ đến giải thưởng dọc đường thứ hai ở chặng đua ngày hôm nay tại Bưu điện Kỳ Anh, cách điểm xuất phát khoảng 100 km. Vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy động thái tấn công đầu tiên đến từ tay đua mang số đeo 63 Phan Công Hiếu của ekip Kenda Đồng Nai. Đây là tay đua sinh năm 2003 và cũng đang nằm ở trên bảng xếp hạng áo trắng. Phan Công Hiếu trước chặng đua này đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp áo trắng với khoảng cách 33 giây so với Phạm Lê Xuân Lộc, và nỗ lực bước đi của Phan Công Hiếu cũng với mong muốn có thể giành được chiến thắng ở giải đấu dọc đường thứ hai này, cũng như là tích lũy thêm giờ thưởng, thu hẹp khoảng cách với Phạm Lê Xuân Lộc. Ở trong nhóm một này đã bắt đầu có sự phân hóa, đã có thêm những tay đua khác nỗ lực tấn công thoát ra để bám theo Phan Công Hiếu. Một tay đua của quân khu 7.
tay đua quân khu 7 82, tay đua Hà Văn Sơn đã nỗ lực tấn công, và lúc này thì anh cũng đã vượt qua được cả Phan Công Hiếu. Rõ ràng là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn của nhóm 10 vận động viên này, một cuộc giải quyết nội bộ của nhóm các vận động viên đi đầu ở giải thưởng dọc đường thứ hai ở chặng đua ngày hôm nay. Tiếp tục vừa có một chiếc bóng màu đỏ thoát ra, có lẽ tiếp tục là của những bàn đạp nữa của Phan Công Hiếu đến từ đội đua Đồng Nai, Canada Đồng Nai. Những đợt tấn công liên tục và thêm một cú nhấn bàn đạp ở phía sau. Những đợt tấn công liên tiếp. Đoạn đường thẳng cuối cùng hướng đến điểm giao thương dọc đường thứ hai đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Các tay đua cũng đang canh chừng lẫn nhau và cũng đang cố gắng để tạo tốc độ vừa đủ để bám theo người đang đi đầu, đó là Phan Công Hiếu. Nhưng Trần Khánh Duy vẫn đang tăng tốc rất nhanh ở phía trên. Chúng ta cùng chờ xem. Diệp Thái Hoàng đã bước lên, nhưng Trần Khánh Duy, Hà Kiều Tấn Đại cũng đang rất nỗ lực. Vẫn có lẽ đó là Hà Kiều Tấn Đại. Hà Kiều Tấn Đại của Nhiều Minh Dương và Trần Khánh Duy về thứ hai. Từ bên hai, 1, 2, 1, 1, 1, 6, 32 và 87. Lúc này thì đoàn đồng cũng đang tiến về phía mức sprint thứ hai. Khoảng cách giữa nhóm đi đầu với đoàn đồng phía sau vẫn là hơn 1 phút. Lúc này thì đoàn đồng phía sau vẫn đang được ekip An Giang làm chủ rất tốt. Họ đang kiềm tỏa để bảo vệ cho áo vàng Beck Rikunov. Sau sprint thứ hai tại Bưu điện Kỳ Anh thì các tay đua sẽ chuẩn bị bước vào thi đấu ngọn đèo ngang. Ngọn đèo duy nhất ở trong lộ trình thi đấu chặng đua ngày hôm nay. Họ sẽ còn cách đèo ngang khoảng 30 km nữa. Lúc này thì các vận động viên ở trong top đầu còn cách chân đèo ngang khoảng 14 km, và họ vẫn đang duy trì một cách khoảng cách gần trên dưới 2 phút so với nhóm đồng phía sau. Thưa quý vị, lúc này thì Thế Mẫn đang có mặt ở nhóm đầu. Nhóm đầu đang có 9 tay đua. Nếu như 9 tay đua này có thể tiến đến đèo ngang đầu tiên thì Hà Kiều Tấn Đại cũng như là Hà Văn Sơn được xem là những tay đua có nhiều cơ hội để tranh chấp chiến thắng ở ngọn đèo đầu tiên trong lộ trình cúp truyền hình năm nay. Kính thưa quý vị, lúc này Thanh Hiệp đang có mặt ở trên đỉnh đèo ngang, đèo đầu tiên của cúp truyền hình năm nay mà các tay đua sẽ phải chinh phục. Đèo ngang leo 3 km là một ngọn đèo tương đối nhỏ và các tay đua hoàn toàn có thể chinh phục, nhưng họ vẫn sẽ rất lưu ý với việc đây là ngọn đèo có rất nhiều những cua ngoặt liên tục, và đó cũng là cơ hội để cho các tay đua có sở trường đi nước lớn có thể tấn công và bỏ lại những tay đua bám đuổi. Các tay đua ở trong nhóm đầu sẽ bước vào một con dốc cũng khá thử thách trước khi vào chân đèo. Tận dụng đoạn dốc này thì có hai tay đua đã tấn công bước đi. Trong khi đó thì đoàn đồng phía sau với sự làm chủ đến từ tập thể An Giang vẫn đang giữ một tốc độ vừa phải. Với cách biệt dưới 2 phút thì rõ ràng là mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tập thể An Giang. Ekip quân đội với lợi thế quân số đã tổ chức tấn công ngay khi vào chân đèo ngang. Đang là một cuộc đấu solo rất hay giữa Phan Công Hiếu và Phan Hoàng Bảo Tính. Cả hai sẽ liên tục thăm dò lẫn nhau, liên tục quan sát động thái lẫn nhau. Nhưng một không đoạn đầu cua rất thuận lợi và đã giúp cho Phan Hoàng Bảo Tính nhấn bàn đạp tách ra được Phan Công Hiếu. Điểm nhấn đến từ đoạn rẽ cua vừa qua, một đoạn ôm cua rất ngọt. Vẫn duy trì được một tốc độ tốt để giúp cho Phan Hoàng Bảo Tính bứt lên. Có lẽ là mình đã tìm hiểu rất kỹ về đoạn đèo ngang này, cũng là thời điểm và cũng là cơ hội cho Phan Hoàng Bảo Tính. Cùng chờ xem, vẫn là những nguồn chân rất đều của tay đua đến từ ekip quân đội. Còn 2 km nữa là đến đỉnh đèo. Và một mình Phan Hoàng Bảo Tính đang có màn độc diễn ở trên ngọn đèo ngang mà chúng ta đang chứng kiến. Nhóm ở phía sau với sự làm chủ của tay đua Phan Tuấn Vũ thuộc ekip Gạo Hàng Ngọc Trời cùng với Trần Thanh Nhanh cũng đang rất nỗ lực để bám vào. Nên nhớ là vẫn sẽ có những giải thưởng dành cho các tay đua về đích ở đỉnh đèo ngang ở các vị trí tiếp theo. Nhóm tay đua này cũng vừa vượt qua mốc còn 2 km nữa đến đỉnh đèo. Trong khi đó thì Phan Hoàng Bảo Tính vẫn đang liên tục đăng người trên xe. Vâng, ở góc bên trái thì đã có những đợt tấn công
có lẽ để nhằm để cắt đuôi ở đoàn đồng phía sau. Tôi nhận thấy đó là một tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Những đợt tấn công liên tiếp của các tay đua Thành phố Hồ Chí Minh Vinama ở tốc đầu phía sau trên đèo ngang. Lúc này thì đỉnh đèo ngang đã ở ngay phía trước mặt Phan Hoàng Bảo Tính. Phan Hoàng Bảo Tính đang đứng trước cơ hội để mặc chiếc áo chấm đỏ đầu tiên của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Một tay đua cũng đang bám theo rất sát dưới Phan Hoàng Bảo Tính. Liệu có bất ngờ nào diễn ra trong những mét cuối này hay không? Những nỗ lực nhưng rất khó, Phan Hoàng Bảo Tính đang cố gắng đăng người ở trong những mét cuối cùng này. Những nỗ lực tuyệt vời của tay đua đến từ ekip quân đội. Và hãy cùng dành một sự chúc mừng và những lời động viên tích cực nhất đến Phan Hoàng Bảo Tính, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ đầu tiên của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35. Vâng, phải nói rằng tôi nghĩ rằng động tác vừa rồi cũng cho thấy được là tinh thần rất mãn nguyện của Phan Hoàng Bảo Tính. Có lẽ là những tính toán, những mục tiêu và những nỗ lực. Và Trần Khánh Duy của 620 Châu Thới Vĩnh Long là người vươn lên ở vị trí thứ hai, sau đó là Phan Công Hiếu và Trần Thanh Nhanh. Và trên màn ảnh của quý vị đó là đoàn đồng phía sau theo sau nhóm tay đua đã tách đi thành công, với các tay đua lúc này đang làm chủ máy kéo là các tay đua của ekip Thành phố Hồ Chí Minh. Họ thậm chí đang tung nước rút để kiểm soát tốc độ của đoàn đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đã tràn lên phía trên và chúng ta cũng thấy là có rất nhiều những ngoại binh cũng đã có mặt ở trên, là Javier Sadaveres của 620 Châu Thới Vĩnh Long, Loic Desquiac của Yudomesco Đồng Tháp và Roman Making gạo hàng ngọc trời An Giang. Những Eagle for Love và các tay đua áo vàng của ekip Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có động thái tấn công ngay sau khi họ vượt qua đỉnh đèo ngang. Sau khi thi đấu ở đèo ngang thì các tay đua sẽ còn thi đấu thêm khoảng 60km nữa để về đến đích tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và trên đoạn đường đó thì cũng sẽ có một giải thưởng dọc đường thứ 3 và cũng là giải thưởng dọc đường cuối cùng của chặng đua ngày hôm nay tại trạm thu phí Cầu Danh, cách điểm xuất phát khoảng 157km. Chúng ta một lần nữa nhìn thấy kết quả đèo ngang. Có thêm một đợt tấn công nữa nổ ra bên phía cánh trái và vẫn là những chiếc áo vàng từ Thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Trần Thanh Điền. Trần Thanh Điền áo vàng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2013. Tay đua mặc áo vàng khi chỉ mới 17 tuổi là mũi tấn công tiếp theo được huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt phát pháo tấn công ra đi. Bốn tay đua đi đầu đang có tay đua Trần Thanh Điền của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, tay đua Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7, một tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long nhiều khả năng là Võ Thanh An, và tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của đội đua Đồng Nai. Và ngay sau đó thì nhóm đông ở phía sau cũng đang có được một khoảng cách cũng không quá xa so với top 4 vận động viên này, chỉ vào khoảng 15 giây. Lúc này thì xe trường lưu động chúng tôi đang theo sát nhóm vận động viên thứ hai. Ở trong nhóm này có sự xuất hiện của tay đua Trần Tuấn Kiệt, top vận động viên mà chúng tôi đang đi cùng này. Với sự xuất hiện của Trần Tuấn Kiệt thì cũng còn một tay đua khác rất mạnh cũng đang nằm ở trong nhóm này. Đó là tay đua Marcelo 24 của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, tay đua Hoàng Văn Cường. Người hiện cũng đang đứng ở vị trí thứ 5 ở trên bảng xếp hạng áo xanh với 18 điểm. Khoảng cách giữa nhóm vận động viên thứ 3, tức là nhóm vận động viên đang có sự xuất hiện của chiếc áo xanh Trần Tuấn Kiệt, với các vận động viên ở phía trên lúc này đã là 2 phút và 22 giây. Trong khi nhóm đông ở phía trên còn có cách chỉ chừng 15 giây so với một top các vận động viên đã vừa tấn công thoát đi. Và lúc này thì các vận động viên ở top đầu cũng chỉ còn cách mức sprint thứ 3 khoảng chừng 3 km nữa mà thôi. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Thế Mẫn đã có mặt ở sprint thứ 3 của chặng đua thứ 4. Và điểm sprint này được đặt tại thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình. Và từ đây mà về đến đích thì sẽ còn là khoảng 40km. Và lúc này thì Thế Mẫn nhận ra là thời tiết đã bắt đầu nắng nóng nhiều hơn, nắng đã gắt hơn và thời tiết là khoảng là 33 độ C. Lúc này thì nhóm 4 vận động viên này chỉ còn cách sprint thứ 3 1km nữa mà thôi. Họ đã tạo ra được cách biệt khoảng 17 giây so với đoàn đồng ở phía sau có áo vàng. Và nhóm có áo vàng thì tạo ra được cách biệt trên 2 phút so với nhóm thứ 3. Nhóm cuối cùng có Trần Tuấn Kiệt, Hoàng Văn Cường. Những mét cuối cùng của đoạn nước rút đến giải thưởng dọc đường thứ 3 ngày hôm nay. Màn tăng tốc của Nguyễn Phạm Quốc Khang. Bám theo sát Nguyễn Phạm Quốc Khang đó là Trần Thanh Điền. Nguyễn Văn Nhã cũng đang theo sát phía sau. Như vậy chiến thắng đã thuộc về cho tay đua của Đồng Nai.
Nguyễn Phạm Quốc Khang là người đã cán điểm sprint thứ 3 ở chặng đua này. Phía sau Nguyễn Phạm Quốc Khang đó là Trần Thanh Điền của Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam A. Và tốc đồng với sự cầm nhịp của các tay đua đến từ Gào Hoa Lộc Trời và Tập đoàn Lộc Trời cũng ở không quá xa để tiến đến điểm giải thưởng dọc đường này. Đang có tông thứ hai đến từ các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh. Những chiếc áo vàng và những chiếc áo xanh đang đua song song với các tay đua của An Giang. Đúng là sau sprint 3 sẽ tiếp tục mở ra những đợt tấn công khác. Lúc này thì các tay đua đã chuẩn bị thi đấu qua khu vực của cầu Danh. Cầu Danh bắc qua sông Danh cũng là một biểu tượng của tỉnh Quảng Bình. Chúng ta đang được nhìn thấy hình ảnh của nhóm thứ 3, nhóm phía cuối đoàn đua. Lúc này nhóm có tay đua đang mặc áo xanh đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng điểm áo xanh là Trần Tuấn Kiệt. Những tay đua của An Giang cũng đã bị tuột lại ở trong nhóm này. Đó chính là những chiếc máy kéo đã bị bào mòn thể lực đáng kể trong suốt chặng đường gần 200 km của chặng đua ngày hôm nay. Quang Văn Cường cùng với một tay đua của ekip Hà Nội, tay đua số 103 Lê Đức Tiến, những người đang nỗ lực ở phía trên đầu máy kéo để gia tăng tốc độ của nhóm thứ 3 để bắt vào với nhóm thứ 2 có áo vàng Perikunov. Khoảng cách giữa top có áo vàng với Trần Tuấn Kiệt là hơn 5 phút. Rõ ràng là với cách biệt hiện tại thì rất khó để Trần Tuấn Kiệt cùng với nhóm này có thể bắt vào được với nhóm có áo vàng để cạnh tranh ở đích đến trong chặng đua ngày hôm nay. Lúc này thì các tay đua đã chuẩn bị về đến đích, chỉ còn chưa đầy 5 km nữa mà thôi. Và những nỗ lực tấn công của Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Trúc Sinh vẫn đang giúp cho hai tay đua này đi ở trong nhóm đầu. Và đoàn đông ở phía sau vẫn chưa bắt kịp. Tuy nhiên khoảng cách vẫn chỉ là trên dưới 20 giây. Chúng ta vẫn đang chờ đợi động thái ở phía đoàn đông ở phía sau với tập thể An Giang. Đã có những dấu hiệu cho thấy đoàn đông ở phía sau đã bắt đầu tăng tốc khi bước vào 4 km cuối. Cách biệt là khoảng 20 giây nhưng bây giờ chỉ còn lại khoảng 15 giây mà thôi. Rất hồi hộp ở trong những km cuối cùng này. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những động thái đến từ ekip An Giang. Liệu họ có nỗ lực hết sức để bắt vào với Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Trúc Sinh hay không? Chỉ còn hơn 1 km nữa thôi, các vận động viên sẽ về đến đích. Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Trúc Sinh đang chuẩn bị bước vào 1 km cuối cùng. Những nỗ lực tuyệt vời đến từ hai tay đua của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Chúng ta cũng thấy được là đồ họa cập nhật tốc độ của đoàn đông ở phía sau đã lên đến 50 km/h, tốc độ của áo vàng Perikunov. Nhưng quan trọng là với cách biệt hiện tại thì cả hai tay đua Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Trúc Sinh cũng đang tạo cho mình một tốc độ tương tự như vậy. Hai máy kéo của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng để làm nên chiến thắng chặng đầu tiên cho tập thể đội đua của mình. Hai tay đua này đang đi trên đoạn đường thẳng ở đường Lý Thường Kiệt và chỉ còn cách đích đến trước quảng trường Hồ Chí Minh còn 1 km nữa mà thôi. Đoàn đông ở phía sau vẫn đang cách ở phía trên khoảng 15 giây. Tuy nhiên tốc độ có lẽ cũng đã được đẩy lên cao hơn. Những nỗ lực của Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Trúc Sinh và họ cũng đang liên tục ngoái đầu lại phía sau. Chỉ còn cách 500 m nữa thôi. Bây giờ là đợt tấn công của các tay đua Đồng Tháp. Một chiếc áo Đồng Tháp kéo theo chiếc áo khung của 7 Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đã bước ra. Chắc chắn là như vậy, Đồng Tháp sẽ tấn công ở những km cuối này, họ sẽ không để yên. Tay đua quân của 7 và Đồng Nai cũng đã bước lên. Nguyễn Trúc Sinh đang hướng về đích. Nguyễn Trúc Sinh, những cái tay đua phía sau cũng đã thoát lên rồi. Chúng ta chờ xem một chiếc áo xanh đã ăn mừng. Có lẽ là Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Vâng, thực sự là những km cuối cực kỳ hấp dẫn. Có thể là những nỗ lực của hai tay đua Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Trúc Sinh đã không thành khi họ chưa có thể chiến thắng chặng, nhưng tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh đã có cho mình được chiến thắng đầu tiên ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta đã phải trải qua một chặng đua đường trường dài nhất của cúp năm nay, gần 200 km, trời thì rất là nắng và gắt. Không biết là bây giờ thì cái cảm giác của mình như thế nào? Cảm giác của em rất là vui khi đã hoàn thành chặng đua dài nhất của cúp truyền hình và có một ngọn đèo. Em đã cố gắng lướt đèo và về đích. Em cảm ơn hai đồng đội của em đã phá sức đội An Giang để cho em có cái nhất trận hôm nay.
ở giải thưởng chặng hạng 5. Chúc mừng vận động viên Huỳnh Thanh Tùng đến từ quân khu 7. Hạng 4, chúc mừng vận động viên Phan Hoàng Thái, Dược Tomesco, Đồng Tháp. Hạng 3, chúc mừng vận động viên Nguyễn Trúc Sinh, Thành phố Hồ Chí Minh, New Group. Hạng 2, chúc mừng vận động viên Luis Desprez, Dược Tomesco, Đồng Tháp. Và hạng nhất giành chiến thắng trận thi đấu thứ tư ngày hôm nay, chúc mừng vận động viên Nguyễn Văn Bình đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh, New Group. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Kiến Tấn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tô Đông Á Đà Nẵng, tiến hành sân khấu trao giải cho các vận động viên. Trân trọng kính mời ông Phạm Tiến Dũng và ông Trần Đại Nghĩa, thành viên ban tổ chức cuộc đua, tiến hành sân khấu cùng với ông Nguyễn Kiến Tấn trao giải thưởng cá nhân thắng chặng cho các vận động viên. Xin cảm ơn ông Nguyễn Kiến Tấn, xin cảm ơn ông Phạm Tiến Dũng và ông Trần Đại Nghĩa. Chúc mừng cho các cá nhân đã rất xuất sắc giành chiến thắng ở trận thi đấu thứ tư ngày hôm nay. Ở giải đồng đội hạng 3, xin chúc mừng tập thể quân khu 7. Hạng 2, chúc mừng tập thể Dược Tomesco Đồng Tháp. Và hạng nhất, chúc mừng tập thể Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình, và ông Hoàng Thanh Hiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Bình, tiến lên sân khấu cho giải thưởng cho các tập thể xuất sắc. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn ông Trần Anh Tuấn và ông Hoàng Thanh Hiến. Chúc mừng các tập thể xuất sắc. Và áo trắng ngày hôm nay, sau 4 trận thi đấu, xin được chúc mừng vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc đến từ đội quân khu 7. Chúc mừng Phạm Lê Xuân Lộc. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Trân trọng kính mời ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo trắng cho vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc đến từ đội quân khu 7. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Phú Sơn và ông Mai Bá Hùng. Chúc mừng áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc và chủ nhân của giải thưởng áo đỏ. Xin chúc mừng vận động viên Phan Hoàng Bảo Tín đến từ tập thể quân đội. Xin trân trọng kính mời ông Phan Xuân Khánh, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình. Trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo đỏ cho vận động viên Phan Hoàng Bảo Tín đến từ quân đội. Xin cảm ơn ông Phan Xuân Khánh, xin cảm ơn ông Ngô Quang Vinh. Tiếp theo ở giải thưởng áo xanh, congratulations, xin được chúc mừng vận động viên Beth Rikunov đến từ tập đoàn Lộc Trời. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Kiến Tấn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tôn Đông Á Đà Nẵng, tiến lên sân khấu. Và xin trân trọng kính mời ông Trần Đăng Khôi, thành viên ban tổ chức cuộc đua, tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo xanh cho Beth Rikunov. Xin cảm ơn ông Nguyễn Kiến Tấn, xin cảm ơn ông Trần Đăng Khôi. Once again, congratulations to athlete Beth Rikunov. Và giải thưởng áo cam xin chúc mừng vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc đến từ quân khu 7. Một lần nữa, rất xuất sắc, xin được chúc mừng vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo cam cho vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc đến từ quân khu 7. Xin cảm ơn ông Hà Quốc Phong, xin cảm ơn ông Nguyễn Chí Tân. Và một lần nữa, chúc mừng Phạm Lê Xuân Lộc đến từ quân khu 7. Ở giải thưởng áo vàng xin được chúc mừng. Once again, congratulations to Beth Rikunov. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bích Thủy, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo vàng cho Beth Rikunov. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Bích Thủy, xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Khôi. And once again, congratulations to Beth Rikunov for the yellow jersey. Xin được chúc mừng tay đua Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã giành chiến thắng chặng thứ tư. Ngày mai các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ năm từ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về đến cố đô Huế. Mời quý vị theo dõi. Đến đây thì chương trình tường thuật cúp truyền hình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. 162,5 km, chặng năm cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Các tay đua tiếp tục xuôi theo chiều dài đất nước đến với cố đô Huế.
Sau chặng đua dài nhất, liệu ekip Thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện được sức mạnh của mình hay vẫn để cho các tập thể An Giang và Đồng Tháp nắm giữ thế trận? Đón xem truyền hình trực tiếp chặng 5 Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 8 giờ ngày 6 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Win S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.